Nghịch duyên giữa cha mẹ và con. Nghịch duyên giữa cha mẹ và con trong cuộc sống hiện nay khi gặp nhiều điều bất như ý, do không rõ nguyên nhân và thấu hiểu những lỗi lầm mình tạo ra trong quá khứ nên tâm tư càng thêm khổ não. Phật thường giảng về nhân quả trong nhiều bộ kinh. Điều này có thật không đó? Khi ta gieo một hạt giống là nhân, lúc duyên hội đủ, chín mùi thì sẽ kết quả, bất kể là hạt giống thiện hay ác. Nếu như chúng ta nghe Phật giáo quá, ai cũng chịu tin nhận, y pháp hành trì, biết nhiếp tâm giữ giới, tịnh quá thân khẩu ý, thân trong từng lời nói đến việc làm, niệm niệm đều thuần thiện, thì chắc chắn là người trong thế gian ác sẽ chẳng gặp nhiều khổ nạn. Câu chuyện nhân quả có thực dưới đây lại giống lên hồi chuông cảnh tỉnh về quả báo thiện ác luôn hiện hữu theo ta như hình với bóng. Có một phụ nữ trung niên mặt mày sầu khổ ủ ê, khi nhìn như không còn chút sức lực, bà yếu ớt nói với tôi: Quả hồng, tôi có một việc nan giải, mong cô chỉ giúp cho. Xin hãy nói đi. Bà chỉ vào một ông tuổi trung niên ngồi phía sau mình giới thiệu: Đây là chồng tôi, chúng tôi kết hôn xong thì sinh được một trai. Do công tác bề bộn không rảnh để chăm sóc bé nên đành giao nó cho bà ngoại trông nom cháu. Do thằng bé được một tay bà nuôi khôn lớn nên tình cảm giữa hai bà cháu rất nồng hậu. Bởi bà yêu cháu quá nên thấy gì cũng dành làm thay, chẳng cho nó mó tay vào việc chi. Dù thằng bé đã 8-9 tuổi rồi mà bà vẫn còn rửa mặt, chải tóc, tắm táp cho nó. Thậm chí khi bé đến 10 tuổi, lúc ăn cơm bà vẫn còn đút cho, khiến nó quen tật, hễ không đút thì nó không ăn. Đến khi thằng bé 13 tuổi, bà ngoại sức khỏe càng suy yếu, tuổi cao, có lòng mà chẳng còn sức nữa, nên chẳng lo được cho cháu, đành phải giao thằng bé lại cho chúng tôi chăm sóc. Thằng bé suốt mười mấy năm nay đã quen kiểu sinh hoạt ỷ lại như thế rồi. Vợ chồng chúng tôi đã sớm nhận ra sự sai lầm, nên rất lo. Cũng từng khuyên nhắc hai bà, cháu, nhưng vô phương sửa đổi tệ trạng ấy. Sẵn cơ hội nhận cháu về, hai chúng tôi nhất quyết sửa đổi, uốn nắn thằng bé lại để nó biết tự lập sống tốt hơn. Ngờ đâu nỗi muộn phiền lại thi nhau ập đến khi chúng tôi phát hiện ra hầu như mình vô phương sửa đổi con. Sáng dậy, nếu không thấy yêu phụ giúp nó thì nó chẳng thèm nhúc nhích. 13 tuổi rồi mà cái việc đánh răng rửa mặt chúng tôi còn phải phục vụ nó. Còn lúc dùng bữa, nếu không dâng thức ăn đến tận miệng thì nó không ăn, lẳng lặng ôm cặp đi thẳng đến trường học. Hiện tại thằng bé đã 16 tuổi, nhưng chuyện rửa mặt, tắm gội, nói xin lỗi, thậm chí đi rửa đít cũng phải cho cha mẹ nó hầu, phục vụ thất. Kể cho cô nghe mà chúng tôi thật xấu hổ, não lòng quá. Vì bây giờ tất cả hầu như vô phương sửa đổi rồi. Thế nhưng khi theo dõi cháu đi trường lớp thì cháu cư xử với đồng bạn mọi mặt rất tốt, không có gì là bất thường. Vợ chồng chúng tôi rất buồn khi nghĩ đến các biểu hiện lạ lùng của con trai ở nhà. Thế mừng là năm chờ cha mẹ mang áo đến khoác vào mới chịu đưa tay ra, con dâng đến môi mới hạ miệng, chẳng cần thiết cầm đũa, không chịu mó tay làm bất cứ việc gì. Cái kiểu sống như ông hoàng, cứ ỷ người ta mà chờ hầu hạ như thế thì tương lai làm sao nó có thể trụ vững trong xã hội, làm sao mà sinh tồn. Tôi và ba nó ngày nào cũng rơi nước mắt, khổ đến không thiết sống, xin cô hãy cứu chúng tôi. Đối diện với người mẹ hình dáng tiều tụy, khổ đến không muốn sống,
lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Quan sát cảnh cha mẹ dốc hết tâm huyết dưỡng dục con, tôi hiểu ra vì sao họ là phải trả quả báo nặng nề như thế này và không ngăn được thở dài. Càng thấm thía lực nhân quả, đúng là không say mảy may. Câu chuyện của họ là bằng chứng thật, giống lên hồi chuông cảnh báo nhắc nhở tất cả mọi người. Vào thời xa xưa, có một tiểu thiếu gia con nhà đại phú quý. Mẹ chàng hết dạ cưng yêu, nâng niu như châu ngọc. Bà chăm sóc con cực kỳ châu đáo, chu đáo. Bắt kẻ hầu người hạ lúc nào cũng phải túc trực chung quanh. Ngoài mẫu thân chăm sóc tiểu thiếu gia ra, mẹ chàng còn cất riêng một tỳ nữ và một gia dòng và một gia đồng đề để cầu bạn chơi đùa hầu hạ chàng. Tiểu thiếu gia được hai tớ trai tớ gái lúc nào cũng kề cận ứng hầu, nên chàng có cảm tình nồng hậu và tin họ như thân nhân mình. Thời gian êm trôi, tiểu thiếu gia dần trưởng thành. Đối với hai người hầu này, lòng thương mến càng tăng, cho nên chàng ưu ái dung túng họ. Do vậy mà đôi nam nữ giúp việc này đã lợi dụng lòng tín nhiệm của thiếu gia, tha hồ tắt hoài tắt hoái. Họ làm rất nhiều điều xảo trá, sai quấy, thường trộm tiền bạc vật dụng của chàng, đem bán tiêu xài, ăn chơi cho thỏa thích. Số tài sản họ trộm của thiếu gia tính say nhiều không kể xiết. Hai người hầu này chẳng có chút hổ thẹn sám hối, ngược lại ngày càng bành trướng tính lương lẹo dối trá. Họ cùng lên kế hoạch sẽ qua một mẻ to kết sồi của thiếu gia rồi trốn đi. Nhưng mưu sồi của họ chẳng thành như ý. Thời gian trôi qua, bánh xe luân hồi vần xoay. Nhân như thế thì quả phải như thế. Đời này đôi người hầu gian lam, gian tham, trộm cắp đồ của tiểu thiếu gia kiếp xưa đã thành đời vợ chồng. Riêng tiểu thiếu gia thì đầu thai làm con họ. Sở dĩ họ phải nuôi con quốc quả khác thường như thế chính là để trả báo lỗi xưa. Bởi họ thiếu nợ cậu quá nhiều, nhiều đến không thể nào tính xuể. Sơn người mẹ tiền kiếp của thiếu gia đời này để sinh làm bà ngoại, vẫn còn nuôi giữa niềm yêu thương sủng ái chàng hệt như trước. Còn đôi vợ chồng tôi tớ đối với chủ nhân kiếp xưa nay trở thành mẹ, tất nhiên họ luôn khép nét chân lời, không bao giờ dám cãi bà. Hễ mẹ phán là chỉ biết có dân dạ, sự kính nể trọng vọng dành cho bà luôn tiềm tàng nơi họ. Thấy bà ngoại có cưng chắn, họ nghĩ đây là điều tự nhiên. Nhưng đến sau này, khi muốn quản giáo con thì đã không còn kịp nữa. Do bởi nhân ác đời trước họ gieo, sang đời này đã trổ quả. Và đây là quả báo ác mà hai vợ chồng cùng phải gánh chịu. Nhìn người mẹ đang ngồi nghẹn ngào, tôi dịu dàng khuyên, không nên oán hận con mình, càng không nên chán ghét cuộc sống, mà phải cam tâm tình nguyện đón nhận. Bây giờ đã hiểu rõ nguồn cơn nhân quả, thì hai vị nên chân thành ăn năn sám hối các tội của mình đã tạo trong kiếp trước. Do xưa kia không làm tròn bổn phận người hầu, ngược lại còn tham trộm tài vật chủ nhân, chiếc đồng quá mức để tiêu xài cho thỏa, có ngờ đâu đến đời này phải hoàn toàn trả lại hết cả đủ vốn lẫn lời cho chủ. Vì vậy mà khổ không kể xiết. Bắt đầu từ nay về sau, hai người phải đến trước Phật chí thành sám hối lỗi xưa. Nhất định phải trì giới ăn chay hàng ngày, vì tiểu thiếu gia kiếp trước tụng một bộ kinh Địa Tạng, dùng dây để hỗ trợ tăng thêm huệ mạng phúc báo cho người. Đồng thời phải nài xin bà ngoại khuyên bảo cháu dùm, lớn rồi nên tự chăm sóc tự lo, nếu không chịu sống tự lập thì tương lai sẽ biến thành người vô dụng, thành kẻ phế thải trong xã hội. Nếu như bà ngoại đáp ứng
chịu khuyên cháu thì con các vị nhất định sẽ nghe lời. Phần hai vị phải dốc sức sám hối tụng kinh, ăn chay tiêu sữa. Nếu làm được vậy thì cậu con trai ắt sẽ thay đổi nhanh thôi. Bởi vì bản chất cháu vốn không phải lười biếng chẳng muốn làm, mà do chịu ảnh hưởng của nghiệp lực tác động chi phối nên mới không làm. Tôi nói xong rồi, phương thuốc hay đã đưa ra, phần áp dụng thực hành là các vị. Nếu có thể làm được như lời tôi khuyên thì tất cả đều sẽ chuyển tốt. Câu chuyện nhân quả thất thực này đã khiến tôi trở nên nặng nề, vì nghĩ đến chuyện hiện nay trên thế giới đã có bao cặp gia đình gặp cảnh con cái bất hiếu, hút chất ma túy, sống giật giờ hoặc suốt ngày đêm ngồi nơi quán nét chẳng cách về nhà. Những cảnh yêu số rồi phá thai, chưa kết hôn để dội sống thử, sống chung. Ngoài trừ do ảnh hưởng giáo dục sai lầm và hoàn cảnh tồi tệ cuốn ra, liệu có nhân quả góp phần chi phối trong đó hay không? Thiết nghĩ những vị làm cha mẹ nên tự kiểm điểm lấy bản thân khi vấp phải những cảnh nghịch ý trái lòng